Sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tiếp tục tiến hành phiên chất vấn với nhiều vấn đề nóng trên các lĩnh vực tư pháp, văn hóa thể thao và nông nghiệp. Dự họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố, đề án lập cơ sở dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thành phố để đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia. Các tổ chức hành nghề công chứng vẫn còn để xảy ra việc là ký gửi, ký chờ hoặc là chi phần trăm hoa hồng cho các cái ngân hàng và các cái dịch vụ. Việc này nó gây ra cái việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố, cũng như việc để thất thu những nguồn thu thuế cho ngân sách thành phố. Và đặc biệt hơn nữa là những cái tội phạm lợi dụng để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái việc mà ký gửi ký chờ của các cái tổ chức hành nghề công chứng. Với các lý do đó mà tôi đề nghị đồng chí giám đốc sở hãy cho biết sở đã có cái nhìn nhận đánh giá như thế nào và trong thời gian đến để chấn chỉnh để mà chấm dứt cái tình trạng này. Thì đề nghị đồng chí giám đốc sở cho biết về những nội dung nêu trên. Liên quan tới vấn đề ký gửi ký chờ thì hiện nay á là Ủy ban thành phố cũng đã tích cực chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện nhiều nội dung biện pháp như phối hợp với Cục Thuế thành phố kiểm tra chuyên đề về thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đối với hợp đồng thuế thế chấp và việc kê khai nộp thuế tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố nhằm chống thất thu thuế. Và trước tình hình đấy thì Sở Tư pháp cũng đã tích cực thanh tra kiểm tra trên cái lĩnh vực này và cũng đã tham mưu với cả phối hợp với cả Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế thành phố, Công an thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định 2543 ngày 20 tháng 11 năm 2023 về quy chế phối hợp và chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố. Trong năm 2023 thì Sở Tư pháp cũng đã kiểm tra 5 tổ chức hành nghề công chứng. Qua kiểm tra, Sở Tư pháp đã nhắc nhở chấn chỉnh một số hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Và trong thời gian đến thì Sở Tư pháp sẽ tích cực tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chứng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, Sở Tư pháp sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe phòng ngừa chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn giao dịch nhân sự của tổ chức cá nhân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng. Tạo lập cơ sở đề án dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thành phố để đồng bộ với cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia. Đề nghị đồng chí cho biết là tiến độ đến đâu và thời gian bao giờ hoàn thành cái cơ sở dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thành phố. Thì Sở Tư pháp đã tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ được đăng ký tại Sở Tư pháp từ năm 1988 đến năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp và đã tích hợp dữ liệu số hóa lên hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch. Sau khi có cái đề án này thì Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị trúng thầu và trong cái quá trình thực hiện thì gặp nhiều cái khó khăn và trong thời gian đến thì Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục trước ngày 20 tháng 6 theo đúng thời gian và đối với cả cái việc cập nhật dữ liệu, rà soát dữ liệu thì là báo cáo đồng chí thì thời hạn thì chúng tôi sẽ hoàn thành trong tháng 12 này và cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Thì chúng tôi cũng đang thúc đẩy để là cái việc là kiểm tra rà soát nghiệm thu hoàn thành đưa cái dữ liệu sạch và số liệu chính xác để cập nhật lên cái hệ thống 138 của Bộ Tư pháp trong cái thời gian sớm nhất. Và những cái thủ tục tiếp theo thì chúng tôi sẽ hoàn thành theo cái gia hạn theo quy định. Chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến tình hình triển khai dự án bảo tàng điêu khắc Chăm Phong Lệ. Qua các cái đợt tiếp xúc cử tri thì cử tri của quận Cẩm Lệ rất là quan tâm đến việc hiện nay thì di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ đã được khai quật từ nhiều năm nay và đang chịu tác động rất là tiêu cực của yếu tố thời tiết trong một thời gian dài.
Mặc dù được biết hiện nay thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các chủ trương, nguồn kinh phí và Hội đồng Nhân dân thành phố thì cũng đã ban hành nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Điêu Khắc Chăm cơ sở 2 giai đoạn 1. Tuy nhiên so với kế hoạch triển khai thì hiện nay dự án đã chậm tiến độ. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án này. Theo trình tự thủ tục thì dự án đúng là lâu, vì dự án văn hóa như các đồng chí đã biết phải lấy nhiều khi đưa ra phương án thiết kế thì phải tham gia ý kiến của chuyên gia, các ngành rất là cụ thể và rất là kỹ. Nếu có sự sai số thì nó rất là nó ảnh hưởng đến cái công trình trùng tu của bảo tồn. Và cho đến bây giờ là phương án là thi tiễn đã thẩm định phê duyệt phương án thi tiễn và đến tháng cuối 12 năm 24 là bắt đầu khởi công. Báo đại biểu Hiếu và bà con cử tri rõ như thế. Sau khi trao đổi ban lý dự án thì ban dự án thống nhất theo phương án đó và ủy ban thành phố đồng ý thì phương án. Tại phiên chất vấn, đại biểu cũng đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc di dời chi cục kiểm lâm thành phố số 24 đường Trần Cao Vân để xây dựng trường mầm non Phong Lan, phường Tam Thuận. Cũng tại phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có phát biểu giải trình đối với các báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các nội dung đại biểu quan tâm chất vấn, thảo luận tại kỳ họp. Chi tiết về nội dung này, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ thông tin đến quý vị trong bản tin thời sự tối nay. Còn trong chiều nay thì kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ truyền hình trực tiếp phiên họp này trên kênh Đà Nẵng TV 1, Đà Nẵng TV 2, truyền hình trực tuyến trên website www.danangtv.vn, fanpage của đài và tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh ở tần số FM 98,5 MHz của Đà Nẵng Radio. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.